Xin chào tất cả các bạn, chúc mừng tất cả các bạn đã đến với bài 4 ở trong môn nhập môn lập trình game ở trong phần 2 của bài học tìm hiểu về script, script graph. Ở trong nội dung của phần 2 sẽ xem xét sử dụng script graph tạo ra node và làm quen với các API điều khiển nhân vật. Trước khi chúng ta sẽ xem xét sử dụng script graph ở trong phần này chúng ta sẽ là tìm hiểu về cách sử dụng script graph và script machine tìm hiểu các nốt thường dùng ở trong script graph và các bạn có thể là tham khảo thêm tại uh, game miễn phí và tải game miễn phí tại cái địa chỉ h io mặc định khi tạo ra script graph sẽ có hai nốt ở đây chúng ta có thể xác định nốt start và nốt on update nốt start đây là nốt được chương trình chạy vào một lần khi game chạy và nốt update đây là nốt được chương trình chạy vào sau mỗi frame được cập nhật ở trong cái giao diện của script graph khởi tạo một nốt bằng cách là nhấn chuột phải và nhập tên của nốt muốn khởi tạo và ở trong hình thì khởi tạo nốt transform đặt giá trị x của nhân vật là 10 thì lúc này chúng ta sẽ thấy là nốt transform và set position và đặt cái giá trị x đó là 10, giá trị y và giá trị z. Các cái nốt được nối với nhau qua mũi tên xanh dương và chương trình sẽ thực thi các nốt này lần lượt theo chiều mũi tên thì lúc này chúng ta sẽ xác định đó là theo cái chiều này và on start là sẽ bắt đầu qua cái transform và để thiết lập các cái giá trị cho cái đối tượng hiện tại tức là game offset hiện tại để giúp cho chúng ta có thể hiểu rõ hơn thì sẽ tìm hiểu từng bước các cái cách là tạo ra cái script graph trước hết là tạo ra cái nhân vật là player bằng cái game offset và sử dụng là sprite renderer bước thứ hai là tạo script graph ở trên cái thư mục assets bước thứ ba đó là tạo script machine để liên cái script graph vào cái nhân vật và tìm hiểu sử dụng các nốt trở trên script graph để điều khiển nhân vật xem xét chi tiết các cái bước bước đầu tiên là tạo nhân vật flyer bằng game offset và sprite renderer thì chúng ta có những nhân vật ở trong này thì sử dụng sprite renderer và thêm vào các animation tương ứng ở trong bước thứ hai sẽ tạo script graph ở trên thư mục assets thì sẽ kích phải lựa chọn create và lựa chọn visual scripting và sử dụng đó là script graph ở trong bước 3 sẽ tạo script machine để liên kết script graph vào nhân vật. Chọn nhân vật thì lúc này chúng ta có thể là kích chọn và sau đó là lựa chọn add component để ra được là script machine. Và ở đây là tìm kiếm script machine. Sau đó là nhân vật. Khi đã gắn script vào sẽ có cái biểu tượng đó là dấu nhỏ hơn và lớn hơn để hiển thị ở trên scene và bấm vào nút edit graph để thực hiện là bắt đầu sau khi hoàn thành bước thứ ba thì chúng ta có được cái hình như thế này lúc này thì có thể là tiến hành đưa vào các nốt ở trong các phần ở bên phải ở trong bước thứ tư thì sẽ tìm hiểu và sử dụng các nốt ở trên script graph để điều khiển nhân vật để di chuyển nhân vật ở trong game thì ud cung cấp cho chúng ta nhiều các cái API khác nhau và chúng ta có thể là sử dụng một trong số các API đầu tiên là sử dụng Transform là bằng cách thay đổi giá trị vị trí ở trong Transform thì nhân vật sẽ di chuyển và cái hình thức di chuyển này là di chuyển cứng và không xét tới các yếu tố vật lý khác Resist Body 2D là thay đổi cái thuộc tính Velocity tức là vận tốc của cái Resist Body 2D và thêm một cái lực tác động vào nhân vật bằng API S-Force ở trong resist body 2d thì lúc này sẽ xem xét lực cản lực ma sát và các yếu tố vật lý khác khi là tác động một lực vào nhân vật để thực hiện là di chuyển ở trong bài thì chúng ta sẽ xem xét là sử dụng thuộc tính velocity để làm nhân vật di chuyển và để có thể là di chuyển một cách tự thực tế thì chúng ta cần phải gắn resist body 2d vào nhân vật thực hiện gắn resist body 2d và chọn body Type đó là kinetics để nhân vật không bị rơi xuống và lúc này thì chúng ta có thể là lựa chọn ở phần body và ở trong cái Resist Body 2D Tiếp theo kích mở script graph và tạo ra một nút đầu tiên đó là Update và sự kiện Update sẽ được gọi mỗi khi có cái khung hình được hiển thị ở trên màn hình Nốt Update có một output đó là cái hình tam giác nhỏ ở bên phải để thực hiện là kết nối với cái nút khác thì chúng ta có thể là lựa chọn để là liên kết với các nốt khác. Tiếp theo tạo ra hai nốt đó là if và input get key để liên kết nốt như hình và if là tương tự như cái câu lệnh if ở trong lập trình và nốt if có hai cái output cho hai cái trường hợp đó là true và false với cái điều kiện mà chúng ta cần kiểm tra. Input get key để bắt cái sự kiện phím ở trên bàn phím nếu bấm và giữ thì cái kết quả đó là True và nhã phím thì Output đó là False Tiến hành liên kết bằng cách là giữ và sẽ thực hiện tạo ra liên kết thì lúc này chúng ta có thể là tạo ra liên kết giữa các cái thành phần ở đây và sẽ tạo ra cái liên kết như đây thì lúc này sẽ thực hiện là kiểm tra là Get Key A tức là phím A có nhấn vào phím A hay không thì sẽ thực hiện kiểm tra tiếp tục là tạo ba nốt set velocity với cái giá trị ít lần lượt đó là trừ hai không trừ hai hai và không liên kết ba nốt với các cái sự kiện tương ứng thì lúc này chúng ta có thể là set velocity set velocity và set velocity để là thiết lập các cái lực tác động và thực hiện là di chuyển nhân vật ở trong nội dung của node set velocity thì chúng ta thấy là this this là thể hiện game offset hiện tại đã được gắn script graph vào và giá trị 0 2 0 là giá trị của x và y của vector 2 và 2 là di chuyển theo cái chiều trái qua phải. Và như vậy chúng ta đã tìm hiểu sử dụng script graph, sử dụng script machine tạo ra node và làm quen với các API. như vậy chúng ta đã kết thúc nội dung của bài học hẹn gặp lại các bạn ở trong các bài học tiếp theo xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn